Phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Tennis. Ta vào sông không diễn kịch liền có thể siêu tiến hóa. Xuyên qua võng vương, trở thành ảnh đế nhập gian tấu đa, đạt được một đường nghiền ép hệ thống, chỉ cần không diễn, nghiền ép đối thủ liền có thể thu hoạch khen thưởng. Tân thủ đại lễ bao. Để cho vào sông đạt được thể lực cấp thế giới, dị thứ nguyên nhân sinh như mộng, Atula thần đạo ma vương, thiên y vô phùng chi cực hạn nhập gian quyết định không diễn. Mở màn sân vận động U. 17 số 5 đối chiến sân vận động số 3. Vào sông trực tiếp 6. Không bộ lạc cảnh ngô. Phần thưởng nâng cao cơ sở và hố đen kỹ thuật chơi bóng dị thứ nguyên. Tiếp theo là 6. Linh Đức Xuyên Hòa Giả, Chủng Đảo Tu Nhị, Quỷ Thập Thứ Lan, Bình Đẳng Viện Phi Lư và một đám cao thủ. Siêu tiến hóa. Cho đến khi leo lên đỉnh núi. Mọi người. Nhập Giang không diễn lại mạnh như vậy. Quả thực là ma vương Nhập Giang. PS. Nguyên tác bên trong, vào sông diễn diễn biến thằng hề, thì đấu thế giới liền ra sân tư cách đều không có, quyết định viết bản không bắt đầu diễn, một đường nghiện ép quét ngang qua ma vương vào sông. Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt chước một Kanata Iri VSC Atop Keigo. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Trận đấu kết thúc, sân số 3 Suzuki Ngu Xuẩn, đổ trà 7. 6 tháng quốc kết bình sân số 5, ngàn tuổi ngàn dặm. Nê ông U, 17. Trọng tài tuyên bố. Hiện tại, tỷ số giữa sân số 3 và sân số 5 là 2.2. Còn thiếu chút nữa. Sân số 5 không ít người cảm thấy đáng tiếc. Mà cửu châu sông hùng. Cam quyết tóc vàng bình thản nổ tung đầu thiên tuế thiên lý vẻ mặt cô đơn trở về. Thiết nguyên đầu trong biển vội vàng tiến lên trấn an nói. Hai vị tiền bối, các ngươi đã rất lợi hại, điểm truy chặt như vậy, đã dọa đến bọn họ, vậy là đủ rồi. Quốc và thiên tuế không khỏi cười khổ. Nếu họ có thể thắng. Vậy sân số 5 có thể đại thắng sân số 3. Một rồi. Hai người vừa định xin lỗi mọi người. Trong khán giả có học sinh trung học lắc đầu nói. Các cậu cuối cùng cũng chỉ là học sinh trung học, muốn thắng hơn học sinh trung học ở sân số ba là không thực tế. Không sai, có thể đánh tới hai. Hai đã là không tệ rồi. Đừng quên, đơn đã một là song phương vương bài, mà quỷ đại ca cũng không có ý định ra sân. Các người số năm sân bóng lấy cái gì tuyển thủ đánh thắng số ba sân bóng vào gian tiền bối nhập gian tiền bối tuy rằng bình thường không hiển sơn không lộ thủy nhưng làm số ba sân bóng đội trưởng thực lực chỉ sợ không phải bình thường mạnh lời này vừa nói ra nhất thời khiến cho các học sinh trung học tán thành theo quan điểm của họ phương diện nhập gian tấu nhiều thực lực của sân bóng số ba căn bản không phải thủ hạ có thể so sánh chứ đừng nói là học sinh trung học cho dù mạnh hơn nữa có thể từ trên tay nhập gian lấy được hai ba ván đã là rất tốt rồi. Nghe vậy. Các thí sinh ở sân số 5 mặt mũi nặng nề. Thành thật mà nói, học sinh trung học sân bóng số 3 thật sự rất mạnh, mà làm đội trưởng vào sông lại càng không phải người bình thường. Họ tự hỏi liệu họ có thể thực sự chiến thắng hay không. Chỉ có một con quỷ tóc đỏ, lão thần tự tại nhắm mắt lại ngồi ở vị trí. Hắn rất rõ ràng, kế tiếp đơn đã nhất lạc bộ cảnh ngô, là thắng không được nhập gian tấu nhiều nhưng vào sông nhưng lại yêu thích diễn xuất trận đấu này ít nhất sẽ không nghiêng về một phí như vậy chứ mà nguyên nhân hắn không ra sân đương nhiên cũng có nguyên nhân vào sông không biết nghiêm túc chơi bóng có thể cho tích bộ cảnh ngô ma luyện nguyên nhân đây chính là mục đích quỷ thập thứ lan bồi dưỡng hậu bối không nên tự loạn trận tuyến nghe được thanh âm bình thản quỷ mở to mắt nhìn thấy Tích Bộ Cảnh Ngô đứng ở trên sân bóng. Ánh mắt mọi người theo bản năng nhìn về phía Tích Bộ Cảnh Ngô. Chúng ta tới đây là vì cái gì? Chính là vì chiến thắng a. Bộ Lạc Cảnh Ngô kéo khóa kéo ra, vung mạnh áo khoác, cười lạnh nói. Áo khoác. Rơi vào tay Thiết Nguyên lúng cúng tay chân. Toàn trường im lặng. Sân số 5. Thạch điền ngân của Tứ Thiên Bảo tự vội vàng phản ứng lại nhảy lên đài cao vung tay hô to người chiến thắng chính là băng đế chiến thắng chính là dấu vết người chiến thắng chính là băng đế chiến thắng chính là dấu vết tất cả mọi người sững sờ tại chỗ giống như là đang nhìn kẻ ngốc nhìn về phía đối phương chỉ có các cầu thủ ở sân số năm mới phản ứng kịp bạch thạch tàn chi giới tóc bạc đẹp trai lộ ra ý cười dấu bộ nói không sai hơn nữa chúng ta lại thắng một trận, là có thể thắng. Chiến thắng chính là băng đế, chiến thắng chính là dấu vết. Sau khi Bạch Thạch kêu lên, các thí sinh sân bóng số năm như thiên tuế thiên lý, thạch điện ngân, thiết nguyên xích giả, quốc kết bình, Mộc thủ vĩnh tứ lan, á cửu tân nhân, giới xuyên từ lan đều hưng phấn hô to. Bốp! Bộ lạc giơ tay búng một cái. Tự tin cười nói. Chiến thắng là sân số năm. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Khí thế của đám người này làm cho bọn họ sinh ra cảm giác sân bóng số 5 phản phất đã chiến thắng sân bóng số 3. Và với tư cách là đội trưởng của sân số 3. Một đầu tóc quăng, tướng Mạo Tuấn Mỹ nhập gian tấu đa chậm rãi đi ra, hắn nhìn đi tới trước lưới dấu vết, đẩy nhẹ kính mắt, mỉm cười nói. Thành thật mà nói, các ngươi có thể cùng chúng ta đánh tới loại tình trạng này ta rất kinh ngạc học sinh trung học gần đây thật sự rất mạnh. Tuy nhiên, như tôi đã nói trước đó, các bạn vẫn còn quá sớm để đánh bại chúng tôi ở sân số 3. Nghe vậy, khóe mắt lưu bộ khinh thường. Câu thoại này, bổn đại gia đã nghe chán rồi. Cục phát bóng, tặng cho cậu đi. Hắn cười lạnh xoay người rời đi. Trọng tài thấy thế, nói. Trận đấu bắt đầu, một bàn định thắng bại, sân số 3 vào gian tấu phát bóng nhiều khóe miệng nhập gian công lên. Xoay người rời đi. Kính mắt nổi lên u mang. Không khí khẩn trương tràn ngập. Mà tương đối lạnh nhạt, vẫn là quỷ thập Thứ Lan cùng với hai vị học sinh trung học. Theo thứ tự là Tokuga tướng mạo thanh tú cùng chủng đảo tu nhị tóc trắng như tuyết. Bọn họ rất rõ ràng tính cách nhập gian, cũng rất rõ ràng thực lực của đối phương. Trận đấu này, hơn phân nửa sẽ là một trận đánh lâu dài ở trung tâm của chiếc U-17 Neon tồn tại một căn phòng tối nhỏ, nơi các huấn luyện viên làm việc hàng ngày. Huấn luyện viên trưởng, diện mạo đẹp trai, trưởng thành thanh nhã, Yukio hát bộ. Huấn luyện viên tinh thần, thân cao hơn 2 mét, mặc áo blue trắng trai đằng tới. Cùng với huấn luyện viên thể lực thác thực long nhị mặc quân y ba lỗ, một thân cơ bắp. Vừa tới thác thực long nhị ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Số 5 sân bóng sắp chiến thắng số 3 sân bóng trai đằng chí cười hiếp mắt nói. Thế nhưng, đám học sinh trung học thao luyện sân số 5 không phải là huấn luyện viên thác thực sao, đối với sự trưởng thành của bọn họ, anh vẫn luôn chú ý. Thác thực Long nhị trầm mặt, gật đầu nói. Đúng vậy, bọn họ tiến bộ đều rất nhanh, nhất là cái này. Tích bộ cảnh ngô. Tốc độ tiến bộ của hắn có thể nói là dị thường. Hắn nhìn dấu vết trên màn hình bày ra tư thế tiếp bóng nói. Hiện trường. Bộ lạc nhìn đàn nhập giang ném tennis, trong lòng cười lạnh. Thật sự là đáng sợ, bởi vì ta hiện tại, quá mức bình tĩnh. Khi vào sông đánh bóng, khóe miệng hắn nhếch lên, để cho tất cả mọi người, đều kiến thức một chút thực lực kinh người của bổn đại gia đi. Bùng một tiếng. Nhưng hắn ngay cả bước chân cũng không kịp nhấc lên. Một đạo quang mang màu vàng nhạt. Nổ tung dưới chân hắn. Nụ cười trên mặt lưu bộ hoàn toàn động lại cứng nhắc quay đầu lại. Nhìn thấy quả bóng tennis quay trở lại. Đồng tử bỗng nhiên co rút lại cực hạn. Không phải tôi đã nói rồi sao? Đối với học sinh trung học mà nói còn hơi sớm. Vào sông thu hồi vợt. Nhàn nhạt nói. PS. Sách mới trong lúc, một ngày mỗi ngày qua một nghìn hoa hoa tăng thêm, một ngày qua một trăm phiếu đánh giá tăng thêm, vẽ tháng tăng thêm. Hai, xuống sông nghiền ép A -tốt để cho người ta khiếp sợ thực lực. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Bùng. 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 Game. Nhập gian tấu nhiều. Một không. Vào sông liên tục bốn phát bóng. Dấu vết ngay cả di chuyển cũng không làm được. Cái này cũng. Quá mạnh đi. Người bốn phía ánh mắt đều nhanh trợn tròn. Đặc biệt là học sinh trung học bọn họ nghĩ tới nhập giang rất mạnh. So với học sinh trung học ở sân số 3. Mạnh hơn một đẳng cấp. Chưa từng nghĩ tới. Ít nhất là chênh lệch giữa hai cấp bậc. Sức mạnh này. Chỉ sợ ở một quân cũng có thể rõ ràng có được một chỗ đứng chứ. Các học sinh trung học nhìn vào sông. Trong mắt mơ hồ hiện lên một tia kiên kỵ. Sân số 6. Băng đế một đầu tóc dài màu lam nhìn chân ngốc trễ nói. Dấu vết kia, cư nhiên ngay cả một bước cũng không thể nhúc nhích. Khoác áo khoác, tóc tím như hòa lập hải bộ trưởng hành thông tinh thị hai tay ông trước, ngưng trọng nói. Học sinh trung học bên trong, nguyên lai còn có như vậy nhân vật sao? Lúc này, không chỉ là học sinh trung học ở sân số 6. Học sinh trung học ở đây sâu trong nội tâm đều sinh ra một nghi vấn. Người này là thần thánh phương nào? Sân số 5 đám người bạch thạch như bị sét đánh. Theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Quỷ cau mày, thầm nghĩ. Tên nhập Giang này. Cư nhiên tới thật. Nhưng ngay sau đó. Chân mày quỷ nhíu chặt vẫn buông lỏng. Lấy hiểu biết của hắn đối với nhập Giang Trận đấu này. Đối phương hơn phân nửa còn có thể diễn. Vẫn sẽ cho tích bộ cảnh ngô một cơ hội ma luyện. Xa quá. Tokuga nhướng mày, trên mặt chủng đảo nở nụ cười cảm giác trận đấu như vậy rất thú vị bọn họ suy nghĩ giống nhau trận đấu này vào sông hơn phân nửa còn có thể diễn chỉ có điều cách diễn khác nhau cái gì trong phòng nhỏ saito tới kajuto shikiriji thì thầm thực lực vào sông lại mạnh như vậy hát bộ ngược lại cảm thấy bình thường vẫn còn nhập giang là một tuyển thủ lệch môn Tốc độ 6, lực lượng 1, thể lực 2, tinh thần lực 7, kỹ thuật 6. Đây chính là năm chiều cơ bản của đối phương. Mà tích bộ cảnh ngô ở lực lượng, thể lực đều rất tốt, chưa chắc không có sức đánh một trận. Quay lại hiện trường. Sắc mặt bộ lạc đã trở nên vô cùng xanh mét. Cắn răng nghiến lợi nói. Nói đùa cái gì? Nhưng ngay sau đó. Hắn bình tĩnh lại. Nhìn nhập giang nói có lẽ, ngươi chỉ là phát bóng mạnh thôi. Này! Dấu vết lạnh lùng ném lên quần vợt, thân thể giống như là cầu vòm, hoàn toàn cong về phía sau, vợt trong tay lại nhanh chóng ném lên quần vợt phía trên một cái. Đường hoài sắc phát bóng. Bùng một tiếng. Quần vợt như mũi tên rời cung xuyên qua lưới. Trong nháy mắt rơi xuống đất. Sinh ra biến hóa sắc bén. Làm cho học sinh trung học ở đây tháng phục. Nhưng nhìn quả bóng tennis bắn về phía bên cạnh. Nhập giang cười tùy ý vung tay lên. Thình thịch. Bóng từ trên mạng thoát ra. Dây tiếp theo. Đập ở phía sau dấu vết. Không, mười lăm. Không nhúc nhích. Không nhúc nhích được. Bộ lạc trừng to mắt, khó có thể tin nói. Không thể nào, ngươi ngay cả hồi cầu cũng nhanh như vậy. Cốc cốc. Bên ngoài. Bất kể là học sinh trung học hay là học sinh trung học đều theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, da đầu tê dại. Ngữ khí thiết nguyên tối nghĩa. Đội trưởng sân bóng số 3 lại mạnh như vậy. Bạch thạch động dung không thôi. Cùng chúng ta quá khứ gặp được học sinh trung học bất đồng, hoàn toàn là mặt khác một cái thứ nguyên tồn tại. Đám người quốc, thiên tuế tràn đầy đồng cảm gật đầu. Thật ra, ngay cả số 3 sân bóng các học sinh trung học, nhìn vào vào sông lần này biểu hiện, hoảng hốt thất thần, cũng là trực tiếp cảm giác được xa lạ. Quả nhiên, vào sông hắn. Cựu bộ trưởng thanh học Yamato trịnh trọng nói. Không phải nhân vật đơn giản. Phát bóng nhanh, vẫn không thể thạch chú ý, nhưng hồi bóng cũng nhanh, nói rõ thực lực vào sông, đã đạt tới trình độ một quân. Thậm chí, một số tuyển thủ xếp hạng cuối trong đó căn bản không kịp vào sông trong đám học sinh trung học vây xem. Cũng có tuyển thủ sân số 1, số 2. Bọn họ nhìn vào sông. Sâu trong đáy mắt hiện lên một tia kiên kỵ nồng đậm. Nhập gian tấu đa, ẩn giấu thật sâu. Bùng. Bùng. Tiếp theo. Chính là vào sông một bóng lại một bóng. Vô tình nghiện ép tích bộ cảnh ngô. Biểu hiện lần này. Khiến mọi người động dung. Nhập giang, nhập giang tiền bối quỷ, chủng đảo, Tokuga ánh mắt nghiêm trọng, bọn họ cảm thấy, người ngày thường yêu thích diễn xuất, bồi dưỡng hậu bối vào sông, có lẽ là bị đoạt xá. Nhưng ba người biết rõ căn bản sẽ không có chuyện như vậy xảy ra. Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy? Bùng! Vào sông một cái khấu sát, thắng ván thứ năm, để cho bộ lạc liều mạng cá nhào cũng không thể đuổi kịp, ngã trên mặt đất, nhìn quần vật bay qua trước người, bộ lạc không cam lòng trống to. Đáng giận. A, à, Nhập Giang đứng trước lưới, nhìn đối phương chật vật, khẽ cười nói: "Ta đã nói rồi nha, tích bộ đồng học, lấy các ngươi học sinh trung học thân phận, muốn leo lên còn hơi sớm, rõ ràng là hảo tâm khuyên bảo, nhưng ngươi tự hồ không nghe ra đâu, xem đi, ngươi hiện tại ngã bao nhiêu thảm." Nghe vậy, con ngươi quỳ rạp trên mặt đất kịch liệt co rút lại, trong mắt hiện lên một tia khuất nhục, cắn răng, gắt gao cầm vật đây là một màn quen thuộc cỡ nào? Hôm qua, Nhập Giang từng nói với anh câu thoại này. Bộ lạc liền định đánh nổ đối phương. Hù xin lẫn nhau, với nhau. Trên sân tennis, chỉ có kẻ mạnh mới là vua. Thu hồi cảm giác ưu việt về thân phận học sinh trung học của anh. Nhưng thực tế, cũng là cho bộ lạc một đòn cảnh cáo. Đáng ghét. Bộ lạc vẻ mặt phẫn nộ đứng dậy anh ấy chơi tennis. Nhìn vị trí đứng tùy ý vào sông. Tức giận hơn. Không chút nghĩ ngợi lạnh giọng nói ra. Cho bổn đại gia. Đóng băng đi. Thế giới trở nên tối tăm. Từng cây cột băng cắm xuống bốn phía sông. Dấu vết cười lạnh nhắm vào một cây phát bóng trong đó. Thế giới băng giá. Vô luận ngươi mạnh cỡ nào. Bị ta nhìn thấu gốc chết cũng chỉ có một con đường chết. Bùng tennis rơi xuống sông, thật tốt quá. học sinh trung học mừng rỡ nắm chặt nắm đấm. Bốp. ba ba. tuy nhiên khi vào sông cười tủng tỉnh, băng bao quanh nó tất cả đều vỡ nát. bông tuyết tinh khiết chậm rãi phiêu tán. dây tiếp theo từng đạo cột băng cắm xuống bốn phía tích bộ cảnh ngô thình thịch nhập giang huy phát cột sáng màu vàng xuyên qua cột băng dưới chân bộ lạc không mười lăm nhập giang cười nói bị nhìn thấu gốc chết chính là ngươi a tích bộ quân dấu vết như bị sét đánh há miệng ánh mắt khiếp sợ kinh hãi ts sách mới trong lúc một ngày mỗi ngày qua một nghìn hoa hoa tăng thêm một ngày qua một trăm phiếu đánh giá tăng thêm vẽ tháng tăng thêm ba sáu chấm Linh Phong A Top Keigo. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Hắn là bị dọa đến choáng váng sao? Xem phản ứng của dấu vết. Các học sinh trung học không khỏi nhíu mày. Không. Đội trưởng sân bóng số 2, hữu Đoan vi Thái Lan diện mạo rất giống tử thần Lam Nhiễm, ánh mắt kiên kỵ nói. Học sinh trung học đó, trong một khoảnh khắc, đã thực hiện các thủ thuật của cái nhìn sâu sắc, nhìn xuyên qua toàn bộ góc chết để vào sông, nhưng chỉ nhìn thấy gốc chết giả. Ngược lại, vào sông nhìn thấu tất cả gốc chết chân chính của đối phương. Thì ra là thế. Trong mắt mọi người hiện lên một tia hiểu ra. Đối với thực lực vào sông, có nhận thức toàn diện hơn. Người này mạnh hơn họ tưởng. Sân số 6. Hạnh thôn nhướng mày. Băng chi thế giới. Trực tiếp mất đi hiệu lực. Vừa mới trong nháy mắt ngay cả hắn cũng cảm giác được một tia tim đập nhanh, nói rõ dấu vết không chỉ có năng lực thân thể tăng nhiều, ngay cả lực quan sát cũng tăng lên không ít. Vào sông cư nhiên trực tiếp không nhìn, cũng nhìn thấu gốc chết chân chính của bộ lạc. Hành thôn đối với chiến thắng người này, chỉ có năm thành nắm chắc. Bên cạnh hắn là bất nhị và cúc hoàng vừa tiễn tê du ca đi. Bất nhị từ vết tích chật vật đã hiểu đại khái quá trình. Trầm giọng nói. Dấu bộ hắn, là tuyệt đối sẽ không dừng bước không tiến lên. Teyuka đã giành chiến thắng. Hãy cho sân số 5 thấy hy vọng chiến thắng sân số 3. Tích bộ cảnh ngô. Tuyệt đối sẽ hảo hảo quý trọng. Sân số 5. Đám người bạch thạch nắm chặt nắm đấm. Thấp giọng độc. Cố lên. Bộ lạc. Không ai trong số họ bỏ cuộc. Dấu vết ý chí kiên cường lại càng không buông tha. Sau khi khiếp sợ ánh mắt hắn gắt gao nhìn chầm chầm vào nhập gian tấu đa. Trong đầu, hiện ra thân ảnh của Teyuka. Đối phương vừa rời đi. Hắn cứ chật vật như vậy. Không khỏi cũng quá khó coi đi. a a a a Bộ lạc hò hét. Phát bóng trong nháy mắt. Một lần nữa thi triển ra băng chi thế giới. Nhưng làm sao được? Hắn chính là bị nhập gian vô tình nghiền ép hơn nữa liên tục lấy hai điểm, mươi. Không, 30 bốn Không, 40 điểm cuối trận đấu, rất nhanh đã đến điểm cuối của cuộc đua. Đám người bạch thạch mặt xám như tro tàn. Mà trước đó, bộ lạc vẫn luôn quan sát thân thể của Giang, chưa bao giờ bỏ cuộc. Hắn nhíu mày, thấp giọng tự nói, cái nhìn sâu sắc, bổn đại gia muốn thắng hắn chỉ có bắt đầu ở phương diện sáng suốt. Lưu bộ hít sâu một hơi, ném tennis lên, nhìn vị trí đứng tùy ý vào sông, hoàn toàn là xem thường hắn, điều này cũng làm cho hắn phẫn nộ trừng mắt. Nhãn lực, tinh thần lực, đều phát huy đến cực hạn. Mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống. Áp lực đến từ trắng bệt. Hãy để tiềm năng tài năng của anh ấy bắt đầu được kích thích. Bá. Xoẹt xoẹt. Cột băng đại diện cho thế giới băng giá không ngừng rơi xuống bốn phía sông. Nhưng ngay sau đó, bốp, 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 toàn bộ đều vỡ nát. Khuôn mặt tươi cười của nhập giang, làm cho vết tích càng thêm phẫn nộ cắn răng. Còn chưa đủ, đi ra cho ta. Khi quả bóng tennis sắp rơi áp lực thân thể hắn đạt tới cực hạn. Tinh thần lực, nhãn lực đột nhiên đột phá bình chướng. Âm. Trong mắt hắn thế giới biến thành đen trắng. Nhập gian thân thể càng là ở trong mắt hắn trực tiếp biến thành bạch cốt. Thân thể bộ lạc lắc lư, thần sắc có chút tái nhật. Không giống với nguyên tác, hắn là trong thời gian ngắn mạnh mẽ đột phá, tương đối vội vàng, tinh thần lực liền cùng bớt chút thời gian giống nhau. Nhưng hắn vẫn cười. Bổn đại gia lần này đã hoàn toàn nhìn thấu gốc chết của ngươi rồi. Bộ lạc vương quốc. Bùng một tiếng. Anh ấy chơi tennis, đập vào thân sông. Nhập giang bất động. Điều này làm cho mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới vào giang bắt nhìn thấu gốc chết sẽ bị ghi điểm. Một điểm cũng tốt. Đám người bạch thạch cũng rất kinh hỉ nở nụ cười. Cho dù là một điểm cũng tốt. Quỷ, Tokuga, chủng đảo ánh mắt toát ra ngoài ý muốn. Dù cho vào sông vị trí đứng tùy ý, tương đối dễ dàng bị nhìn thấu gốc chết. Nhưng cái nhìn sâu sắc về thế giới băng giá đó còn lâu mới đủ. Vẫn còn. Bọn họ cũng không cảm thấy vào sông không giải quyết được quả bóng này. Nhưng đối phương cuối cùng cũng diễn. Vẫn là cho bộ lạc một cơ hội. Quỷ thở phào nhẹ nhõm. Bùng. Trong giây lát. Ngay khi toàn trường cho rằng dấu vết đều muốn lấy được một quả bóng này. Một thân ảnh bộc phát khí thế kinh người bỗng nhiên trượt trên con đường phải đi qua của tennis. Chính là nhập gian tấu đa. Hắn trở tay. Đột nhiên rút ra. Âm. Một tiếng nổ lớn. Bóng tennis như điện. Hung hăng đâm về phía hậu trường của tích bộ cảnh ngô. Bộ lạc cảnh ngô dại ra mở to hai mắt, khí lưu hỗn loạn từ trước người cuồn cuộn nổi lên, đại biểu cho điện quan của tennis, đánh xuyên qua phòng thủ của hắn, dừng ở phía sau, Quanh một tiếng nhấc lên một đạo bụi bặm ngút trời. Trong thoáng chốc, lặng nhắc như tờ. Trọng tài sững sờ nói. Trận đấu kết thúc, nhập gian tấu nhiều tuyển thủ 6.0 thắng lợi, số 3 sân bóng 3.2 chiến thắng số 5 sân bóng, đạt được lần này đoàn thể xào bài chiến thắng lợi. Mọi người phục hồi tinh thần lại. Sốc, ngạc nhiên, tò mò, sợ hãi, nghi ngờ. Bất kể là học sinh trung học hay là học sinh trung học, thậm chí bình thường quen thuộc mấy người quỷ nhập gian. Thần sắc đều khác nhau. PS Sách mới trong lúc, một ngày mỗi ngày qua một nghìn hoa hoa tăng thêm, một ngày qua một trăm phiếu đánh giá tăng thêm, vẽ tháng tăng thêm. 4. Thu được gì thứ nguyên kỹ thuật bóng, hát động. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Khoảnh khắc trận đấu kết thúc. Vào trong đầu gian. Một tiếng đinh vang lên đó là hệ thống của hắn mấy ngày trước hắn xuyên qua mà đến tên là một đường nghiền ép hệ thống chỉ cần không bắt đầu diễn nghiền ép đối thủ là có thể thu hoạch phần thưởng về phần phần thưởng như thế nào càng cứ phân lượng đối thủ phán đoán thực lực càng mạnh phần thưởng cũng lại càng cao thực lực bình thường đối thủ không cách nào thu hoạch nhưng nếu như là thiên phú tốt ngược lại là có thể thu hoạch một ít trụ cột tăng lên bởi vậy xem thiên phú thực lực hai phương diện địch nhân ở hai phương diện này hàm lượng vàng càng cao tuôn ra phần thưởng cũng lại càng cao đây là lúc hệ thống cho vào gian tấu nhiều tân thủ đại lễ bao nói tân thủ đại lễ bao càng là vô cùng phong phú thể lực đẳng cấp thế giới để cho nguyên bản chỉ là kỹ xảo tinh thần lực đạt tới cấp thế giới còn lại xuống sông toàn bộ phương diện đều đạt tới cấp thế giới sức mạnh tốc độ sức chịu đựng Ngoài ra, còn có ba đại thần kỹ. Người đầu tiên, dị thứ nguyên nhân sinh như mộng. Nhập Giang cũng nắm giữ chiêu này, nhưng chỉ là bán thành phẩm, muốn hoàn thiện còn cần thời gian mấy tháng. Nhưng hệ thống đến, làm cho quá trình này sớm hơn. Nhân sinh như mộng sẽ làm cho đối thủ lâm vào cảnh trong mơ dị thứ nguyên. Nội dung giấc mơ, do Nhập Giang tấu tự mình biên soạn. Atula thần đạo ma vương, chính như quỷ thần của quỷ thập thứ lan để cho vào sông có được thần ma lực như ma vương thiên y vô phùng chi cực hạn thực lực càng mạnh tăng lên cũng lại càng lớn thần kỹ ở hậu kỳ càng có thể thôn vệ tâm thần đối thủ từ đó làm suy yếu đối thủ thể phách cấp thế giới tam đại thần kỹ nơi tay để cho nhập gian một thân thực lực phóng nhãn cấp thế giới cũng là sâu không lường được đối chiến bộ lạc là... Nhập Giang xuất ra cũng vẹn vẹn chỉ là tiếp cận cấp thế giới trình độ mà thôi. Nhập Giang tự hỏi, hệ thống khen thưởng liền tới, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ nghiền ép tích bộ cảnh ngô, phần thưởng tăng lên cơ sở. Nhập Giang cảm giác được một cổ năng lượng ôn nhuận tẩm bổ toàn thân, nhưng chỉ một lần thôi. Nâng cấp mặc dù có, nhưng không nhiều, chỉ bất quá tiến thêm một bước mà thôi. Nhập Giang thầm nghĩ quả nhiên, lạc bộ như vậy đối thủ, thủy chung không cách nào cho ta tăng lên quá lớn. Đinh, bởi vì ký chủ là trận đầu hoàn thành nhiệm vụ, hình thành phần thưởng đặc thù. Chúc mừng chủ ký sinh đạt được kỹ thuật cầu dị thứ nguyên. Hát động. Này cầu kỹ ký, ký chủ đã có được lý luận kinh nghiệm, nhưng bản cầu kỹ cần cực kỳ cân bằng thân thể, mỗi một hạng số liệu đều khá là tiếp cận. Hiện tại đã đem hát động đổi thành chỉ cần ký chủ linh hoạt vung phách liền có thể trực tiếp thi triển lắng nghe âm thanh của hệ thống nhập gian như có điều suy nghĩ hố đen chiêu này là hắn cùng quỷ cùng nhau nghiên cứu phát triển ra truyền thụ cho tokuga kỹ thuật chơi bóng nhưng dù là hắn hay ma đều không thể thi triển hắc động muốn thi triển cần hai điều kiện lớn tay linh hoạt cánh tay mạnh mẽ trong quá khứ nhập gian chỉ chiếm linh hoạt quỷ chỉ chiếm sức mạnh Tokuga vừa vặn chiếm cứ hai hạng mục. Muốn nói sau khi thu hoạch đại lễ bao của tân thủ nhập gian kỳ thật cũng có. Tuy nhiên, để tạo ra hố đen, chúng ta cần cân bằng. Chính là mỗi hạng số liệu năm chiều, đều cần nhất trí tương ứng. Nhập gian toàn thân tăng lên tới cấp thế giới, nguyên bản cơ số kỹ xảo cao, vẫn là cao hơn những phương diện khác một mảng lớn, khuyết thiếu thành lập hắc động cân bằng, thế cho nên không cách nào sử dụng. Ngay bây giờ hệ thống đem hát động cải tiến đến hắn chỉ cần linh hoạt vung phách, kỹ xảo sử dụng, là có thể trực tiếp thi triển. Hiện tại thực lực vào sông. Nói là nê ông U, 17 mạnh nhất cũng không quá đáng. Ít nhất. Bình đẳng viện Phượng Hoàng không có tiến vào bất tử chi thân, niết bàn trọng sinh trạng thái, không phải đối thủ của hắn. Chứ đừng nói đến quỷ thập thứ lan ở dưới này, chủng đảo tu nhị, Tokuga và... Có chút ý tứ nhập gian trong lòng cười lạnh. Hắn là kẻ xuyên Việt. Tôi cũng từng xem bản gốc. Trong bản gốc, nhập gian tấu đa định vị ban đầu là diễn xuất phái cao thủ. Rất thần bí, định vị cũng rất cao. Ấn tượng phổ biến của cư dân mạng cho rằng thực lực chân chính là một trong những ông trùm của U. 17 ít nhất là trình độ của một quân top 5, đám người chủng đảo tu nhị. Càng về sau, cảm giác như vậy cũng lại càng sâu và cho đến đêm trước trận chung kết World Cup với Tây Ban Nha. Các huấn luyện viên quyết định nội chiến với các thí sinh. Chọn ra người mạnh nhất nghênh chiến Tây Ban Nha. Nhập Giang, Tích Bộ, Nguyên Nhất Quân No. Năm gia trị phong đa đều báo danh nội chiến đơn đã độc đấu tam. Cai Du. Vào sông trực tiếp một giọt mồ hôi cũng không để lại. 6. Một giải quyết được nhiều gió hơn. Có thể thấy được ván đầu tiên là thăm dò không thăm dò có thể trực tiếp sáu không trị gió nhiều tiếp theo đối diện với dấu vết tiến hóa nhập giang cũng là bắt đầu vừa lên liền năm không đối phương chênh lệch cực lớn kết quả không biết vào sông có phải diễn hay không hay là nói bộ lạc bộc phát quá lợi hại vào sông căn bản không thể bắt được đối phương trận đấu diễn biến thành đánh lâu dài buồn cười nhất chính là bởi vì World Cup mỗi trận đấu quy tắc tứ thập tam sơ, những trận đấu khác học sinh trung học ưu tiên người thắng đã đạt tới 4 người, danh ngạch học sinh trung học đã đầy, trận đấu này chỉ có thể chấm dứt. Nhập giang tấu đa bất đắc dĩ bị loại. Không có duyên với trận chung kết World Cup. Ngược lại, bị nhập giang năm không giấu vết, nhưng lại đạt được vị trí đơn đã độc đấu ba. Sau đó, nhập giang khóc đến rơi lệ đầy mặt hoàn toàn đóng máy. Ngay cả một trận đấu cũng không lên. Liền bị loại. Mà bây giờ vào sông làm người xuyên Việt, đối với lúc ấy nhìn thấy cái này nội dung vở kịch còn có ấn tượng, cảm giác được trước sau mâu thuẫn. Bình thường mà nói, ẩn dấu cực sâu nhập gian hẳn là đại lão mới đúng, nào có viết thành thằng hề. Chỉ có thể nói, nguyên tác giả vì để cho bộ lạc lên sân khấu, mạnh mẽ hạ thấp vị trí nhập gian, tạm thời sự thiết lập, đem nhập gian viết thành tên hề ngay bây giờ nhập gian quyết định một đường nhìn ép qua không diễn nữa ps sách mới trong lúc một ngày qua một nghìn hoa hoa tăng thêm một trương một trăm phiếu đánh giá tăng thêm một trương vẽ tháng tăng thêm năm kanata iri vs tokuga kazua bạn đang nghe tại truyện chấm audio ta thua rồi ngay tại nhập gian trầm túy tại hệ thống khen thưởng trong khoảng thời gian này bộ lạc cũng nhìn đối phương thời gian dài như vậy hoảng hốt thất thần hắn có loại cảm giác nằm mơ bổn đại gia không ngờ thảm bại khóe mắt vết tích co rút cúi đầu xuống tóc mái che khuất bóng ma của hắn làm cho người ta có một loại cảm giác hắc hóa mạnh quá với các học sinh trung học khác hoàn toàn không phải là một thứ nguyên thậm chí thức tỉnh giới hạn thiên y vô phùng cũng khó có thể là đối thủ của người này đặc biệt là quả bóng cuối cùng càng làm cho bộ lạc có cảm giác tim đập nhanh bởi vì hắn chỉ có trên người một ít tuyển thủ chuẩn chuyên nghiệp ở nước ngoài mới có thể nhìn thấy đánh bóng như vậy vô hạn tiếp cận đẳng cấp thế giới ở chỗ nê ông này lại còn tồn tại cao thủ như vậy nhưng theo đó mà đến là khuất nhục, dấu vết rất rõ ràng trong trận đấu, ánh mắt vào sông, là trêu tức, mà trêu tức, ý vị khinh thương. Dấu vết nắm chặt vật, ngón tay trắng bệt, không nói một lời, xoay người rời đi. Tích bộ tiền bối. Sân bóng số 5, Thiết Nguyên nhìn không được la lớn. Bạch Thạch trầm giọng nói. Để cho hắn đi đi, tính cách của hắn ngươi cũng không phải không biết, là một cái tâm so với trời cao gia hỏa, nhưng lần này thảm bại tuyệt đối sẽ để cho hắn nâng cao một bước. Từng. Thiết Nguyên gật gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không nhìn được lo lắng, chợt, hắn cùng đám người quốc, ánh mắt phức tạp nhìn về phía nhập giang. Thiên Tuế nhìn không được nói. Vị tiền bối này, rốt cuộc là phương nào thần thánh, thực lực của hắn, chỉ sợ xa xa không chỉ số ba sân bóng trình độ A. Tôi quên nói rồi. Quỷ trầm giọng nói. Vào sông không phải số ba sân bóng, là tổ huấn luyện vì cố ý tăng lên từng cái sân bóng chỉnh thể thực lực, mới đem hắn sắp xếp ở số 3 sân bóng. Cái gì? Đám người thiết nguyên kinh hô. Quốc thở dài, khó trách, chỉ có thể xem như vận khí của bộ lạc không tốt. Quỷ nói xong, trong lòng nghi hoặc. Vào sông, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tuy rằng dấu vết cuối cùng đã thức tỉnh, nhưng nhập gian cho hắn cảm giác lại không giống dĩ vãng, có một loại cảm giác xa lạ đối phương sẽ không thật sự định không diễn nữa chứ điều này ngược lại làm cho hắn có chút không quen trong mắt mọi người hiện lên một tia hiểu ra thì ra nhập giang là tuyển thủ được huấn luyện viên cố ý sắp xếp ở sân thứ ba khó trách hắn mạnh như vậy hắn không phải là cựu tuyển thủ quân đội chứ không rõ ràng lắm nhưng hắn tuyệt đối có một quân thực lực thậm chí vẫn là tương đối gần phía trước loại kia tương đối gần phía trước không sai, lực thống trị sân bóng như vậy, ta chỉ thấy qua trên người nhất quân top 10. T. Lần này, học sinh trung học đều hít vào một hơi khí lạnh, một quân trước 10, đây chính là thần long thấy đầu không thấy đuôi nhân vật, là đứng đầu thực lực đại danh từ, không nghĩ tới vào sông cũng có thực lực như vậy. Top 10 quân đội. Ngược lại. Học sinh trung học nắm bắt được một thông điệp quan trọng. Như có điều suy nghĩ. Sân số 6 bất nhị và hạnh thôn liếc nhau có thể nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt nhau chỗ này hợp túc bí ẩn hơn họ tưởng đặc biệt là làng hạnh trước đó hắn cho rằng mình ở chỗ hợp túc này ít có địch thủ thậm chí có thể nói là ai cũng không sợ nhưng quả bóng cuối cùng vào gian tấu nhiều lại cho hắn một loại cảm giác vô lực ngủ ngủ khai chẳng qua là ý nghĩ tình nguyện của hắn mà thôi hạnh thôn trong lòng có chút xấu hổ, càng nhiều là kiên kỵ. Xa quá! chúng đảo huyết sáo một cái, cười híp mắt nói. Vào sông tên kia quả nhiên là ta không muốn nhất đối thủ A, à. tính cách của hắn quá đoán không thấu, nhìn không thấu, so với cái này, Tokuga, ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh qua vào sông sao? Hắn ở cái này hợp túc đợi ba năm, rất rõ ràng những kia tổ huấn luyện tác phong, vào sông bại lộ thực lực, tất nhiên sẽ khiến cho một ít chiến đấu tokuga nhìn vào sông một hồi cầm vợt trong tay thản nhiên nói ta sẽ không thua tuy rằng rất kính trọng gian tiền bối cũng rất cảm kích đối phương chỉ đạo nhưng với thực lực mà nói hắn đã hoàn toàn vượt qua nhập gian tiền bối vào sông căn phòng tối trong mắt trai đằng chí và thác thực long nhị hiện lên một chút dị sắc trước đó bọn họ mặc dù biết vào sông có thực lực sân bãi số một nhưng đó là tất cả. Không ngờ. Người này lại là một cái giả heo ăn thịt hổ chủ A. Đây là thực lực top 10 của một quân. Hắc bộ trầm giọng nói. Hắn ẩn tàng lực lượng cùng thể lực của mình, khó trách hắn có thể cùng quỷ quân cùng nhau phụ trách dạy dỗ Tokuga quân. Lại đi qua, vào sông bởi vì vóc dáng nhỏ bước chân nhẹ nhàng, tốc độ so với một quân cũng không kém chút nào, đạt tới trình độ 6. Công nghệ 6 hơn nữa hỉ nộ ái ố tự do chuyển đổi, thoải mái khống chế trạng thái tinh thần, tại hắc bộ đánh giá, tinh thần lực một lần đạt tới 7. Ba chiều của 667. Để cho thực lực chân chính vào sông ngay cả người ở sân số 1 cũng phải sợ hắn ba phần. Chưa từng nghĩ tới. Đối phương ẩn giấu lực lượng cùng thể lực. Cuối cùng một cầu, mặc dù là kỹ xảo cùng lực lượng kết hợp, nhưng hắc bộ kinh nghiệm phong phú, nhìn ra kia cầu lực lượng thành phần ít nhất tại 4, tuyệt đối không chỉ là 1. Hơn nửa miễu sát dấu vết, một giọt mồ hôi cũng không lưu, thể lực của hắn ít nhất đạt tới 3 điểm, thậm chí là 4 điểm. Hắc bộ quan sát qua nhập giang hồ hấp tiết tấu toàn trường đều không có biến hóa qua. Thấp giọng nói: Tốc độ 6, lực lượng 4, thể lực 4, tinh thần lực 7, kỹ thuật 6, năm chiều tổng cộng 27, cùng bình thường nhất cấp thế giới so sánh, cũng chẳng qua là kém 3 điểm năm chiều mà thôi. Điểm số 5 chiều của mỗi quốc gia khác nhau, ở Pháp, trên 30 chiều chỉ là đỉnh cao nửa thế giới. Nhưng ở nơi ông năm chiều 27 cũng đã là đỉnh cao bán thế giới. năm chiều 27 Một quân trước 10 bình quân, cũng chỉ cái này đường ngang đi. Saito chí nhịn không được mừng rỡ. Không ngờ tên vào sông này lại cho chúng ta một bất ngờ lớn. Cục nghiền áp nhìn không ra cực hạn của hắn, chỉ sợ còn không chỉ hát bộ sâu kín nói ta ngược lại có một ý nghĩ ý tưởng gì thác thực long nhị nghi hoặc trai đằng hiểu ngay cười híp mắt nói tiểu hát không ngờ cậu cũng phúc hát như tôi hát bộ cũng không phản ứng đối phương thuyết pháp bình thản nói ta quyết định để cho hắn cùng toku ga đến một hồi nội chiến thác thực long hai mắt cả kinh nhưng chợt khôi phục lạnh nhạt đúng vậy ý hay đấy. Một năm trước, Tokuga gia nhập đội U-17 nê ông với sức mạnh đáng kinh ngạc ở nước ngoài. Quét ngang vô số cao thủ nhị quân. Cuối cùng, Bình đẳng viện ra sân. Tự mình đập tan lòng tự trọng của hắn. Nhưng Tokuga từ trong tuyệt vọng thức tỉnh, tiếp nhận quỷ cùng nhập gian hai người tự mình chỉ đạo đã gần một năm, thực lực tất nhiên có biến hóa long trời lỡ đất. Cuộc chiến thầy trò giữa hắn và nhập giang có thể làm cho bọn họ thấy rõ cực hạn thực lực của hai người. Đây cũng là nhiệm vụ của huấn luyện viên. Thu thập toàn bộ thông tin về các thí sinh có giá trị. Ngày mai an bài tẩy bài chiến đi. Theo những lời này của Hắc Bộ hạ xuống. Toàn bộ căn phòng nhỏ chìm vào tĩnh mịch. Ngày hôm sau. Dòng đầu tiên của bài tẩy chiến. Sân số 1 Tokuga và cũng đối chiến với sân số 3. PS. Sách mới trong lúc một ngày qua một nghìn hoa hoa tăng thêm một trương, một trăm phiếu đánh giá tăng thêm một trương, vẽ tháng tăng thêm. Sáu, xuống sông diễn, nhưng không có diễn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Trước bài tẩy chiến bài. Mọi người tụ tập cùng một chỗ. Nhìn cái nhìn đầu tiên. Và họ kêu lên. Cái gì? Tokuga chống lại nhập giang. Trời ạ! À, đó chính là Tokuga hắn không phải là một cái số một sân bóng tuyển thủ sao mà vào gian tiền bối ít nhất đạt tới một quân trước mười ngươi là người mới ngươi không rõ ràng lắm một năm trước vừa mới gia nhập hợp túc tokuga cũng đã có một quân sau mười thực lực chỉ bất quá lúc ấy chịu khổ một quân đứng đầu bình đẳng viện phượng hoàng theo dõi đúng vậy ta còn nhớ rõ lúc ấy hắn đều sắp bị bình đẳng viện đánh chết chẳng qua được quỷ đại ca cùng nhập gian quân cứu mới không chết sau đó chính là hai người liên thủ chỉ điểm hắn sự tình. Suốt một năm trôi qua, lấy Tokuga thiên phú, khẳng định cũng đạt tới một quân trước 10 trình độ. Mạnh như vậy. Mau đến hiện trường. Tránh ra. Học sinh trung học đều kích động, từ trong đám người vội vàng đi ra, chỉ còn lại có một đám học sinh trung học cơ sở. Đám người hành thôn, bất nhị hai mặt nhìn nhau. Cúc Hoàng nhịn không được tò mò nói. Nhất quân, nhất quân, Uy, bất nhị nhất quân này, rốt cuộc là lai lịch gì a? À? Bất nhị dùng ngón tay chống ở cầm trầm tư nói. Ở chỗ này hợp túc, số một sân bóng chỉ là trên mặt sáng đích cuối cùng, nhưng những kia nhất quân tuyển thủ, rồi lại đi nơi nào đây? Đáng tiếc không có ở đây. Hắn lắc đầu nói. Thiết nguyên sốt ruột nói. Các vị tiền bối, nếu không chúng ta sẽ không theo kịp một vị trí tốt. Nghe vậy mọi người lúc này mới nhớ tới. Vội vàng đi về phía trung tâm sân bóng. Vẫn còn. Bọn họ tâm sự rất nặng nề. Ban đầu, họ nhắm vào các sân cao, thậm chí cả Tokuga ở sân số 1. Bởi vì trong mắt bọn họ đó chính là đỉnh núi. Chưa từng nghĩ tới. Chỗ này hợp túc cũng không có bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy, ngay cả Tokuga cũng không chỉ là số một sân bóng thực lực đơn giản như vậy trận đấu giữa hắn và nhập giang tấu đa có lẽ sẽ mở ra cánh cửa thế giới mới cho bọn họ khi đến hiện trường bọn họ ngừng thở vào giang và tokuga đã đứng trước lưới và trong bốn tuần là nhân viên công tác điều tới dụng cụ quay phim chuyên nghiệp điều này khiến họ cảm thấy như đang đánh giá thấp trận đấu ngay cả tổ huấn luyện cũng rất coi trọng lạc bộ thần sắc âm trầm nhìn những dụng cụ chuyên nghiệp kia nói những thứ này đều là dụng cụ quay chụp tiên tiến nhất, hơn nữa còn có chức năng truyền siêu thanh trong thời gian thực, chỉ riêng những thiết bị này cũng đã không dưới gần 10 triệu tiền mặt. Cái này, mọi người muốn nói lại thôi, không biết có nên nói có tiền là tốt hay không, nhưng bọn họ đều là tuyển thủ tennis, tổ huấn luyện càng coi trọng trận đấu này, có nghĩa là trận đấu này càng đẹp mắt, đây mới là chỗ bọn họ chờ mong nhất. Trên khán đài, quỷ hai tay ông trước, vẻ mặt nghiêm túc trong đảo một tay đút túi. Nhưng vẻ mặt hắn cũng nghiêm túc. Hôm qua vào sông thay đổi, có nghĩa là trận đấu hôm nay rất có thể là muốn cùng Tokuga. Đến thật rồi. Vào sông. Ánh mắt quỷ chưa bao giờ rời khỏi người nhập gian. Hắn cũng không rõ thực lực chân chính của đối phương. Nhưng Tokuga. Nhưng cũng là mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Trận đấu này, ngay cả hắn cũng không thể nhìn thấu. Đinh hệ thống ban phát nhiệm vụ, 6. Không nghiền ép Tokuga hòa giả, ban thưởng không biết. Trên sân. Lắng nghe nhiệm vụ mà hệ thống trong đầu phát ra. Vào sông giống như cậu bé nhà bên mỉm cười. Tokuga quân, có thể đánh thắng ta không? Tokuga ánh mắt lạnh lùng đến cực hạn. Ta đã vượt qua ngươi, vào gian tiền bối. Tự tin không tồi. Đó là phần thưởng cục phát bóng liền nhường cho cậu. Nhập Giang không thèm để ý mỉm cười, xoay người rời đi. Tokuga xoay người rời đi, không có khách khí. Đầu tiên và sau đó không có nhiều ý nghĩa đối với họ. Trọng tài nói. Trận đấu bắt đầu, một ván quyết định thắng bại, Tokuga cùng phát bóng. Bột. 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 Tokuga nhẹ nhàng ấn quả bóng tennis, không dây dưa dài dòng ném nó lên cánh tay trái buông xuống như kéo cung cuối cùng chém mạnh về phía quả bóng tennis phía trên thình thịch bóng tennis biến mất khỏi mặt trời cùng với một âm thanh trong trẻo tựa như gió lốc chém vết ra khi lại hiện lên trong mắt mọi người đã là cầu vòng không ngừng biến ảo mỗi biến ảo một màu tennis có thể nhảy một lần ra chiêu rồi xuân đảo cười nói là tokuga phát bóng ảo nhìn nhìn không thấu đám người thiết nguyên đổ mồ hôi lạnh đát 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 chạy về phía bên phải vào sông ai nha nha tới ngay quỷ chủng đảo cảm thấy quen thuộc trong quá khứ vào sông liền dùng ngôn ngữ lừa gạt đức xuyên ai nha nha ngươi không thể cho chút nước để cho tiền bối ta sao lúc ấy Đức Xuyên còn mềm lòng thả nước bị vào sông trực tiếp đạt điểm. Đức Xuyên ánh mắt hư mị, ta cũng không có ngu xuẩn như vậy, nhập gian tiền bối, hắn vừa định lui về phía sau. Bùng một tiếng. Vào sông đột nhiên tăng tốc, vung vật đánh bóng, đánh ra sau khi tennis biến ảo vô thường. Ngay sau đó, bên người Tokuga xuất hiện một vệt tên đánh bóng, đập vào điểm mấu chốt, bắn lên thật cao. Trọng tài sửng sốt một chút, nói. Không. 15. PS Sách mới trong lúc đơn ngày qua 1.000 hoa tươi tăng thêm, đơn ngày qua 100 phiếu đánh giá tăng thêm, có vé tháng tăng thêm, trong mã tự. 7. Từ bên ngoài chuyển bên trong, bên trong chi vòng xoáy chuyển, xuống sông toàn thắng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tokuga sững sờ tại chỗ thất thần. Lần này chưa nói xong đã trực tiếp đánh bóng. Căn bản không ra bài theo sáu lộ A nhìn Phúc Hắc tươi cười nhập gian. Tokuga đỡ trán. Bất đắc dĩ nói. Kẻ lừa đảo. Hắn xoay người chuẩn bị cho quả bóng tiếp theo. Ngược lại. Sắc mặt quỷ hòa chủng đảo khẽ biến. Trước kia vào sông, là diễn xuất sẽ diễn trọn bộ, căn bản sẽ không giống hiện tại, diễn một chút cũng không diễn, điều này đủ để nói rõ, đối phương đang chậm rãi bài xích thân phận diễn viên này. Đối phương thật sự không muốn diễn nữa. Bùng. Bùng. Trận đấu lại mở, phát thứ hai, Tokuga đánh ra chính là phát bóng bình thường nhanh hơn, phản ứng vào sông thì nhanh hơn, nhưng nói tóm lại, song phương chẳng phân biệt được cao thấp. Vừa mới bắt đầu, mọi người còn có thể miễn cưỡng đuổi kịp, nhưng đến cuối cùng, bọn họ ngay cả tennis cũng không thấy rõ. Vào lúc này, Tokuga đánh ra một cái chính trực vung phách. Quân vật đột ngột từ trong mắt mọi người đập xuống điểm mấu chốt vào sông hạnh thôn cũng không nhìn thấy. Nhưng không trở ngại hắn từ độ chính xác cùng trầm trọng của quả bóng này kinh ngạc không thôi. Đánh bóng rất sắc bén, quả thực là một phát nhập hồn. Ân. Xì xì. Vào lúc này. Tennis rơi vào giới hạn. Đột nhiên xoay tròn như con quay. Di chuyển một khoảng cách nhỏ sang bên phải. Lại bắn về phía bên cạnh, kéo ra vòng cung. Cái này bất nhị sắc mặt khẽ biến. Bình đánh bóng, biến thành nghiêng xoay cầu. Đó vốn chính là trắc toàn cầu. Quỷ giải thích. Chỉ bất quá Tokuga đánh trắc xoay cầu động tác quá mức bí ẩn, là chuyện trong nháy mắt, hơn nữa đánh bóng quá nhanh, để cho các ngươi nhìn qua giống như là bình đánh bóng, nhưng kỳ thực tại các ngươi không nhìn thấy tennis đoạn thời gian đó bên trong, cầu là lấy nghiêng xoay góc độ bay qua vào sông sân bãi. Đám người hạnh thôn trang nghiêm và trầm mặt như mặt đất nhận ra rằng những học sinh trung học hàng đầu là mạnh bao nhiêu. Bóng như vậy, vào gian tiền bối phải xử lý như thế nào? Thình thịch. Trên sân. Nhập gian thực tế cũng không nhìn. Sự cân bằng cơ thể được duy trì hoàn hảo. Tiện tay thả vật xuống. Chiếc vật màu đen vừa vặn đánh tennis. Đánh trả hoàn hảo. Làm cho tennis giống như mũi tên rời cung hung hăng bay về phía hậu trường của Tokuga Kajua. Cái này cũng quá nhẹ nhàng đi. Mọi người ngơ ngác nói. Trong lòng lưu bộ phát khổ. Thực lực cơ sở vào sông kỳ thật còn không mạnh bằng ngày hôm qua, nhưng biến hóa quỷ dị lại càng thắng không chỉ một bậc. Đây mới chỉ là bắt đầu. Trên sân. Dần dần bốc lên khói bụi. Tokuga và Injian. Tốc độ càng lúc càng nhanh hoàn toàn đạt tới đỉnh cao của đẳng cấp bán thế giới. Mọi người bên tai gào thét liền không có ngừng qua. Quỷ, chúng đảo thần sắc như thường, nhưng ánh mắt lại càng sắc bén. Sắp tới rồi. Rầm một tiếng. Thân thể Tokuga như hình với bóng xẹt qua ranh giới cuối cùng. Xuất hiện trên con đường phải đi qua của tennis. Hắn đem vật nhẹ nghiêng xuống, nghiêng đánh tennis, để vật cho tennis một ma sát mạnh mẽ. Và cổ tay tokuga run rẩy đặt một số loại sức mạnh và kỹ năng đặc biệt chuyển vào bên trong quả bóng tennis nhập gian tiền bối đây là ngươi truyền thụ cho ta kỹ xảo hiện tại ta liền dùng nó để chứng minh ta vượt qua ngươi bắt đầu chứng minh tokuga thản nhiên nói bùng cánh tay hắn dứt khoát ném quả cầu này ra ngoài Quần vợt rung động kịch liệt xoay tròn kịch liệt bắn ra ngoài xoay tròn kịch liệt quá bất nhị không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt. Xoay tròn như vậy, là như thế nào đánh ra? Hạnh thôn nhíu mày. Chủng đảo mỉm cười nói. Từ bên ngoài chuyển vào bên trong, sẽ tác dụng lên bề mặt xoay tròn, cũng đem bộ phận thi triển vào bên trong bảo lưu, hình thành hai vòng xoay tròn. Các ngươi có thể lý giải thành, bên trong xoay tròn là từ bên ngoài xoay tròn nén vào tinh hoa, lượng tuy rằng ít, nhưng là tinh hoa, bởi vậy, chân chính uy hiếp bắt nguồn từ bên trong phần kỹ xảo này cũng được khen là lý chi xoay tròn. Bùng. Quả bóng tennis rơi xuống trước khi vào sông, có lẽ là vòng quay bên trong bắt đầu bùng nổ, đến nỗi vòng quay của quả bóng tennis bắt đầu trở nên mơ hồ. Độ xoay Cũng trong nháy mắt đạt tới cực hạn. Bắn ra vô cùng hung ác. Như một tia laser. Quanh hướng nhập gian tấu đa. Bên trong xoay tròn. Mọi người mở to hai mắt mở rộng tầm mắt. Bùng một tiếng. Nhưng ngay sau đó, vòng quay tennis bị buộc phải chấm dứt. Mọi người ngơ ngác nhìn lại. Đồng tử cũng không nhìn được kịch liệt co rút lại. Hô hấp, đều dồn dập. Nhập giang mỉm cười, vật vung lên liền đánh tan vòng xoay trên quần vợt, nhưng nhìn kỹ, cổ tay hắn khẽ run, hiển nhiên cũng dùng thủ pháp tương tự thi triển vòng xoay bên trong. Trong nháy mắt va chạm, tự như hai thanh đại đao, thanh rỉ sét của tokuga trực tiếp đứt đoạn cái gì tokuga theo bản năng khẽ hô tennis đột nhiên từ trong mắt hắn phóng đại hắn theo bản năng vương vật ra nhưng động năng quay bùng nổ trên quả bóng tennis quanh một tiếng đem vật trên tay hắn bắn bay ra ngoài không khí cũng xuất hiện lạch cạch trong lúc vật lăn lộn dừng lại dưới bức tường 2030 Toàn trường Im lặng Nhập giang đẩy đẩy kính mắt, cười nhạt nói Tokuga quân, ngươi đều biết đây là ta truyền thụ cho ngươi kỹ xảo, ngươi còn dám cầm nó đến đối phó ta đây. Dù là ở không có tăng lên trước đó, hắn bên trong xoay tròn cũng muốn càng ở Tokuga phía trên, chớ nói chi là tăng lên sau đó. Tiện tay một kích, đánh trở về. PS Sách mới trong lúc một ngày qua một nghìn hoa tươi thêm càng, một trăm phiếu đánh giá thêm càng, vẽ tháng thêm càng, trong mã tự. 8. Thiên y vô phùng chi cực hạn Tu La thần đạo. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không, không có khả năng. Tokuga không dám tin nói. Nhìn nụ cười nhập gian. Hắn khẽ cắn răng. Cúi xuống nhặt vợt và tennis. Đưa tay đánh ra một cú phát bóng ảo màu đặc thù chỗ đặc thù ở chỗ là từ ngoài chuyển vào trong, thi triển ảo sắc xoay tròn bên trong phát bóng. Thình thịch. Nhưng trong nháy mắt Tokuga phát bóng, nhịp đập vào sông và đánh bóng tự như bùng nổ đồng bộ. Quân vật, giống như hào quang bộc phát, hung hăng từ điểm máu chốt phía sau hắn nổ tung. Không, 40. Tại sao? Tokuga lùi lại. Có chút thất thần. Tự lẩm bẩm. Tình hình hoàn toàn khác với dự đoán của hắn hắn là nghĩ song phương ban đầu chẳng phân biệt được cao thấp mà hắn ở bên trong xoay tròn muốn càng thắng nhập gian một bậc thể lực đẳng cấp thế giới lúc này thanh âm của quỷ vang vọng toàn trường đồng tử tokuga nhìn không được co rút kịch liệt khó có thể tin nhìn về phía đối diện nhập gian tấu nhiều mọi người không khỏi nhìn về phía quỷ chủng đảo lại giải thích không hề nghi ngờ Nhập Giang đã đem thân thể các phương diện, mỗi một hạng đều rèn luyện đến trên tiêu chuẩn, cũng chính là đẳng cấp thế giới tiêu chuẩn. Mọi người vẫn như cũ không cảm thấy lệ. Giấu bộ trầm giọng nói, trên đại lục châu Âu, tuyển thủ chuyên nghiệp còn có một biệt danh khác, tuyển thủ cấp thế giới, đẳng cấp này tương đối phức tạp, bởi vì có người cấp nửa thế giới, thông qua trạng thái kỹ nào đó chồng lên nhau, có thể đánh ra lực phá hoại không hề thua kém cấp thế giới mà người có thể lực cấp thế giới, có nghĩa là tổng hợp thực lực cơ bản nhất cũng đã đạt tới cấp thế giới. Cái này. Mạnh như vậy. Thiết nguyên giống như nghe thiên thư, có loại cảm giác đầu ván mắt hoa. Nhưng mà, ánh mắt của đám người hạnh thôn, học sinh trung học, cũng đã ngưng trọng đến cực hạn. Châu Âu là trung tâm của quần vật thế giới, những người có thể đăng ký trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp ở nơi đó, không ai là tay tầm thường. Tùy tiện lấy ra một người, cũng có thể treo lên đánh tuyển thủ chuyên nghiệp cao cấp nhất hiện nay. Nhập Giang cư nhiên cũng là tồn tại cấp bậc này. Hạnh Thôn cảm khái nói. Từ đó xem ra, học sinh trung học trong miệng nhất quân top 10, chưa chắc là đối thủ của Giang tiền bối. Mọi người ra đầu tê dại. Đây. Mới là nhập Giang tấu đa chân chính thực lực. Ngay cả Tokuga lập chí muốn giết chết Phượng Hoàng Bình đẳng viện cũng không phải đối thủ. Căn phòng tối ba vị huấn luyện viên không nói vẻ mặt ngưng trọng thể lực đẳng cấp thế giới nhưng không phải ai cũng có thể sở hữu ngay tại hợp túc lý hiện tại cũng chỉ có trồng đảo quỷ có nhưng thân thể của bọn họ phát triển có thể so với nhập gian mảnh nhiều hơn nói cách khác nhập gian bằng vào tố chất thân thể bẩm sinh không đủ tự mình tăng lên tới đẳng cấp thế giới hơn nữa U-17 khắp nơi là theo dõi, vào sông muốn đem chính mình huấn luyện hoàn toàn giấu giếm, tất sẽ lãng phí không ít thời gian. Hát bộ ba người nhịn không được thầm nghĩ. Nhập Giang Tuy nhiên cũng là một vị siêu cấp thiên tài. Về phần giữa Nhập Giang và Tokuga ai mạnh hơn? Ba người còn chưa vọng hạ kết luận. Tokuga Không thể chỉ có mức độ này. Không, 40 Bùng Hiện trường nhập gian lợi dụng thể lực đẳng cấp thế giới hoàn toàn ngăn chặn tokuga anh mỉm cười thu hồi vợt tokuga quân nếu như ngươi chỉ có chút trình độ này là vĩnh viễn đều đánh không lại tên bình đẳng viện kia trong bản gốc tokuga là mở atula thần đạo mới cùng sáu thành hạn chế bình đẳng viện bình thường chẳng phân biệt được trên dưới thậm chí một lần chiếm ưu thế nhưng chỉ dựa trên nền tảng đối phương trước mắt ngay cả thể lực đẳng cấp thế giới. Cũng chưa từng đạt tới. Mà vào gian trước mắt sử dụng, chỉ là tân thủ đại lễ bao cấp thế giới thể phách, không có thi triển toàn lực, tính cả chiến thắng dấu vết sau khi tăng lên bộ phận kia, vẹn vẹn chỉ dùng khoảng 7-8 thành thực lực. Đã như vậy. Nghe vậy. Tokuga hít một hơi thật sâu. Chấp nhận sự thật mình trên cơ sở không bằng vào sông. Ông quả bóng tennis mà anh đột nhiên bỏ xuống. Phát sáng. Đến rồi. Ba vị huấn luyện viên của quỷ, chủng đảo, tiểu hắc ốc. Ánh mắt đều chăm chú nhìn vào quả bóng tennis phát sáng này. Uống đi. Tokuga gầm nhẹ, cánh tay kéo hông phát lực, vật hung hăng đánh vào quả bóng này. Bùng. Nhất thời. Tennis giống như mặt trời nhỏ đang cháy. Hướng về phía nhập gian tấu đa bạo oanh mà đi không khí và khói bụi trên mặt đất. Lời bài hát Rolling úp ánh sáng đánh bóng Đám người thiết nguyên đã sợ tới mức nói không ra lời. Học sinh trung học cũng tê dại da đầu. Đặc biệt là các thí sinh lớp 12. Sự sợ hãi hiện ra trong mắt họ. Ánh sáng đánh bóng. Tuyệt chiêu của bình đẳng viện Phượng Hoàng đứng đầu một quân. Không ngờ Tokuga đã làm chủ được nó tất cả mọi người đều khiếp sợ uy lực của quả bóng này tuy rằng không có thân thiết cảm giác được nhưng cho dù là dư âm đều có thể cảm giác được một cổ năng lượng chấn động kinh người kia giống như đạn pháo độc nhất vô nhị thình thịch nhưng nhập gian lại giơ tay đem ánh sáng như đạn pháo đánh bóng trực tiếp đánh trở về bùm một vệt sáng từ điểm mấu chốt phía sau tokuga chợt lóe lên Dây tiếp theo. Tạo ra một vụ nổ. Các bụi cuồn cuồng nổi lên. Khí lưu. Càng trực tiếp nhất Tokuga lên. Trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất. Không một. Ách. Đột nhiên xuất hiện lơ lửng, để cho cả người hắn đều là mộng, chờ quỳ rạp trên mặt đất lúc, cảm giác đau đớn mới đột nhiên đánh úp lại, Tokuga hòa cũng nhìn không được trên rỉ ra tiếng. Nhập giang. Tiền bối. Thắng gian nan ngẩng đầu lên, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm vào nhập gian. Nhập gian ánh mắt biểu lộ thất vọng, người quan đánh bóng, liền điểm này trình độ sao? Bình đẳng viện. Trái tim Tokuga giống như bị đâm trúng, thân thể rung lên, rơi vào trầm mặt. Cốc cốc. Mọi người, nhìn không được nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt hoảng sợ nhìn Tokuga phía sau cửa động, ít nhất đạt tới đường kính một mét, bốn phía có dày đặc ma ma vết nước đám người hạnh thôn, bất nhị, bạch thạch, quốc, thiên tuế há miệng, trên mặt tràn ngập vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Ý niệm trong đầu là Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đang làm gì thế này? Đây thực sự là quả bóng tennis mà họ biết. Đám người quỷ, chủng đảo, tiểu hắc ốc hắc bộ không nói. Chỉ dựa vào thể lực liền đánh trả quan đánh bóng. Vào sông. Mạnh như vậy. Tokuga chậm rãi leo lên. Vẻ mặt phức tạp nói. Nhập gian tiền bối, ngươi cư nhiên. Mạnh như vậy. Cường không phải là đương nhiên sao? Nhập gian mỉm cười vác vật lên vai, ngẩng đầu lên, tự tin nói. Nếu không làm sao chỉ đào cậu đây? Tokuga tiểu băng hữu. Anh bạn nhỏ. Sắc mặt Tokuga tối sầm lại. Thành thật mà nói. Hắn rất thích em trai cho nên lần đầu tiên gặp việc tiền long mã. Liền có loại xúc động rất muốn che chở đối phương. Nhưng không thể thể hiện ra. Hắn muốn cao lãnh. Đây là mô tả tâm lý của Tokuga trong cuốn sách công thức gốc. Mà vào sông. Cũng là loại tiểu đệ đệ vóc dáng không cao. Cũng là loại hình Tokuga nguyện ý ở chung. Vậy. Hắn mới muốn vượt qua vào sông. Thêm trước trận đấu hắn đích xác muốn toàn lực ứng phó. Nhưng chưa từng nghĩ tới. Xuất ra quyết tâm muốn đánh bại bình đẳng viện. Là ta quá xem thường ngươi, vào gian tiền bối, nhưng hiện tại. Ta tuyệt đối sẽ không thu ngươi. Tokuga ngữ khí kiên định. Bùng. Ở trên người hắn bộc phát ra một cổ hắc ám khí tràn kinh người, tự như bạo viêm phóng lên trời. Giây tiếp theo. Không gian bốn phía giống như ảo ảnh, bắt đầu hình thành mộng ảo gấp lại, có màu tím nhàn nhạt. Atula thần đạo Sơ giai Atula thần đạo A à. Trong mắt nhập gian hiện lên một tia vui mừng, ngữ khí vừa chuyển. Như vậy, ta sẽ không khách khí. Bùng Ở trên người hắn, bộc phát ra rực rỡ quan huy, nếu so với Tokuga khí tràn phạm vi càng lớn, cơ hồ bao trùm toàn bộ sân bóng. Hoa wow. Đến nỗi Người bên ngoài trực tiếp lấy mu bàn tay vội vàng che mắt. Hô to liên tục. Chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại. Ánh sáng ngọc lục bảo trên bầu trời. Giống như là sống vậy. Nhanh chóng hướng điểm mấu chốt trung tâm nhập gian tấu đa cơ thể vọt tới. Tóc xoăn cũng không thay đổi. Nhưng phải càng lộ vẻ phiêu giật. Áo khoác nhẹ nhàng dơ lên. Vào sông dời bước, ánh mắt sắc bén, cả người đều bị linh quang bao bọc khuôn mặt tuấn mỹ, càng thêm vài phần đẹp trai, toàn thân đều mang theo một cổ khí chất siêu phàm thoát tục. Thiên y vô phùng chi cực hạn. PS Sách mới trong lúc, một ngày một nghìn hoa tươi tăng thêm, một trăm phiếu đánh giá tăng thêm, vẽ tháng tăng thêm, trong mã tự. Chính xuống sông nghiền ép Tokuga, đây mới là xuống sông chân chính. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Trên sân, Tokuga mang theo khí tràn hắc ám vào sông mang theo khí trạng quang minh. Giống như sấm sét và lửa va chạm. Khí thế mãnh liệt kích khởi từng trận rung động. Mọi người ngây ra như phỏng. Cái này. Thần tiên đánh nhau a. À. Sau khi phản ứng lại. Học sinh trung học cơ bản không cảm thấy lệ, con người cấp 3 co rụt lại. Atula thần đạo. Quỷ thập thứ lan hai năm trước dùng quỷ thần lực từ tráng bình đẳng viện đánh ra một cái động khẩu còn rõ mồn một trước mắt họ sẽ không bao giờ quên. Tokuga Kajua Không ngờ nắm giữ thần kỹ của hai đại bá chủ nghe hồng U. 17. Thiên y vô phùng chi cực hạn Ngược lại, tất cả học sinh trung học đều nhận ra ánh sáng này. Trong cuộc thi toàn quốc, Ryuma Echizen đã thức tỉnh. Và vài giờ trước, Teyuka Kuki cũng đã thức tỉnh. Bạch Thạch ngay người nói. Ánh sáng thật mãnh liệt, Teyuka quân đã đủ mãnh liệt, nhưng so sánh ra, lại có vẻ ảm đạm không ít. Nhìn đoạn trích tiên siêu phàm thoát tục kia nhập gian tấu nhiều. Mọi người cũng có cảm giác như vậy. Một trận đấu như thế này. Thật tuyệt vời. Lại nhìn về phía Tokuga hòa giả đang bộc phát khí thế cường đại. Mọi người mơ hồ kích động. Một trận đấu lớn. Sắp tới. Vào sông. Ánh mắt quỷ, chủng đảo đều tập trung trên người nhập gian. Trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Lá bài tẩy của đối phương. Lại là cực hạn thiên y vô phùng. Căn phòng tối. hắc bộ giơ tay hạ lệnh. Bắt đầu thu thập số liệu tư liệu tuyển thủ hai bên. Mười mấy nhân viên hô to. Vâng. Hiện trường. Bột. 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 Vào sông nhẹ nhàng ấn quả bóng tennis, mỉm cười, ném quả bóng tennis từ đầu ngón tay bay lên. Cánh tay trái đột nhiên khóa lại. Bùng. Cánh tay mạnh mẽ phát lực, tác dụng trên mặt đất, nhấc lên từng trận bụi mù. Tennis. Còn lại là nhanh chóng đem không khí hướng hai bên bài xích ra ngoài. Trong mắt khán giả, giống như là một tia lửa ma sát, mũi tên màu xanh xoay tròn, nhanh chóng đâm thủng hư không. Nhưng ngay khi rơi xuống đất, tạo thành trong nháy mắt mặt đất nổ vang thình thịch. Một tia sáng màu đen lóe lên từ con đường phải đi qua của tennis. Tokuga vung vỗ. Chặn quả bóng này lại. Giây tiếp theo. Hắn dơ vật lên vung lên. Hô hô. Bụi bặm xung quanh hắn trực tiếp bị thổi loạn. Ánh sáng màu đen bao bọc cùng vật với tốc độ kinh người đột nhiên cắt qua phía trên sân bóng. Sau khi hạ cánh. Oanh một tiếng bắn lên thật cao từ lúc rơi xuống đất đến lúc bắn lên bất quá chỉ là trong chớp mắt nhưng ở điểm cao nhất của tennis một bóng dáng phiêu giật ngang trời xuất hiện chính là vào sông anh trở tay đè xuống thình thịch cổ tay hơi hơi phát lực quả cầu này đã bị hắn đè xuống nhưng cho dù là đơn giản phát lực quả cầu này rơi thế cũng thập phần trầm trọng gào thét mà rơi đát 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 tokuga di chuyển xuống phía dưới sát cầu vừa định nâng vật lên đánh chặn một cú bốp. Nhưng tennis lại lau thoáng một phát lưới, mà bước chân của hắn thì là đột nhiên nhảy đến trước lưới, một mặt lũi tàn ảnh màu đen từ sau lưng hắn xuất hiện. Ánh mắt Tokuga sâu thẳm, tay trái vung lên từ dưới lên trên. Bùng một tiếng. Quân vật bị anh đánh mạnh vào sân sau của Giang Tấu Đa. Vào sông nhanh chóng rơi xuống đất. Một bước bước ra. Tự như co lại thành tất. Trước khi đánh tennis, thình thịch và đánh trả trong nháy mắt song phương giao thủ kịch liệt mỗi lần vung vợt đều có khí lưu mãnh liệt thổi cát bụi và đá đây là quyết đấu gì mặc dù biết rằng trận chiến sẽ rất khốc liệt nhưng trên mặt mọi người vẫn là chảy xuống một đại mồ hôi lạnh kích động lại khẩn trương nắm chặt lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi ướt sức mạnh kỹ xảo tốc độ căn bản nhìn không ra sâu cạn, hai người này căn bản là tồn tại không thể đoán trước. Học sinh trung học lấy đám người hành thôn đại biểu, học sinh trung học lấy đám người hữu đoan đại biểu, bọn họ nhìn trận đấu như vậy, nội tâm đều nhất lên sóng lớn mãnh liệt. Bộ lạc thần sắc âm trầm, trong lòng lại càng thêm chua xót, chênh lệch, tự như lạch trời. Ngược lại, quỷ, chủng đảo cảm thấy, hai người chỉ là quyết đấu bình thường, chân chính. Hẳn là sắp tới rồi thình thịch. Tokuga đuổi theo tennis. Giơ tay lên chính là một cái xoay tròn từ ngoài vào trong. Ban đầu, quả bóng tennis bay ra giống như một vòng xoáy quay chậm. Đến cuối cùng, trực tiếp như là vòng xoáy cùng cùng với tốc độ cao. Vòng quay của tennis đã đạt tới biến hóa cực hạn nhất. Chờ bay tới trước người sông. Giống như là quả bóng tennis chuyển động con quay màu trắng. Nguy hiểm đồng tử mọi người co rụt lại. a à, tuy nhiên. Nhập Giang lại vẻ mặt cười khẽ dơ vật lên chém một cái. Răng rắc. Tennis bị hút trực tiếp. Một đạo quan huy màu xanh tràn ra. Chỉ dựa vào dư âm. liền chấn động không khí màu trắng chuyển động xung quanh quả bóng tennis. Vào sông lại đẩy mạnh. Thình thịt. Một đạo quan mang màu vàng nhạt. Nó nổ tung sau lưng Tokuga Kajua. Mười lăm, không. Chẳng lẽ nói. Mọi người ngẩn ra. Trong lòng sinh ra ý niệm. Là vào sông mạnh hơn sao. Trên sân. Vẻ mặt Tokuga ngưng trọng hơn rất nhiều. Hắn nhìn người sắp phát bóng vào sông. Bày ra canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Hắn nắm chặt vợt. Ta sẽ không thua. Này. Nhưng lần này, trong nháy mắt vào sông ném tennis kính mắt giống như là lóe ra sương mù, hiện lên một chút u mang. Anh ta đập bóng tennis. Đem năng lượng thiên y vô phùng phóng thích ra ngoài. Quanh một tiếng. Trong nháy mắt. Quan huy màu xanh đánh sâu vào vách tường phía sau Tokuga. Rầm rầm. Xoay tròn một hồi lâu, mới dừng lại, rơi ra một quả bóng tennis. 30 không. Tokuga sắc mặt đại biến. Mà sau khi lấy được một quả bóng vào sông không có khách khí. Lại đánh ra một phát trọng pháo phát bóng. Quanh một tiếng. Mặt đất bên cạnh Tokuga gặp phải trọng kích. Bụi mù toàn bộ bị cuốn lên. Chờ phản ứng của hắn xoay người lại. Tennis rơi khỏi tường. 40, không. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Tại sao? Hữu đoan khó hiểu hỏi. Là Atula thần đạo không bằng thiên y vô phùng chi cực hạng sao? Đúng vậy. Không ít tuyển thủ cấp 3 đều cảm thấy khó hiểu. Khi Tezuka tỉnh dậy, bọn họ biết rõ đây là phong thái võ sĩ tái hiện mười mấy năm trước. Nhưng hai năm trước, sự cường đại của thần đạo Atula cũng được quỷ thập thứ lan bày ra vô cùng nhường nhuyễn. Mọi người kỳ thật cũng nghi hoặc không thôi. Bởi vì khí tràng của Tokuga thật sự rất kinh người. Là loại cảm giác cường đại này. Mà vào sông, càng nhiều là siêu phạm thoát tục. Nhưng đánh nhau, lại nghiêng về một phía. Là nền tảng. Quỷ trầm giọng nói. Vào sông không phải cấp thế giới bình thường, mà thiên y vô phùng, thực lực càng mạnh, cộng lại càng lớn. Đúng vậy. Chủng đảo khó được nghiêm túc nói. Hơn nữa vào sông lĩnh ngộ thiên y vô phùng rất hoàn mỹ, so sánh ra, Tokuga Atula thần đạo ở trên bản chất liền kém không ít mới tạo nên song phương ở giữa cực lớn chênh lệch. A a a a. Vào lúc này, Tokuga gầm lên giận dữ. Đột nhiên xuất hiện trên tuyến đường phát bóng vào sông. Rút ra đánh bóng phát sáng. Gọi lại rồi à. Mọi người kinh ngạc không thôi. Nhập gian nhướng mày, tự hồ nhớ tới cái gì, cười nói. Dự cảm, ta thiếu chút nữa đã quên, Tokuga quân ngươi có trực giác kinh người nào đó, có thể sớm cảm giác được đường bóng. Nhưng, vô dụng, bùng, hắn vung tay lên, giống như là chạy về nhà vậy. Khoảnh khắc đánh tennis oanh tán hết thảy quan huy. Thay vào đó, là quan huy màu xanh kinh khởi khí diễm cuồn cuộn. Nuốt chững Tokuga Kajua. Giây tiếp theo, quan huy màu xanh quét qua. Tokuga cả người ngã sắp xuống. Cây vật thoát khỏi tay. Bóng tennis đập vỡ tường. Các đá từ khe nứt lăn xuống. Rõ ràng. Tokuga dựa vào dự cảm kinh người trong nháy mắt vung vật đánh trúng tennis. Nhưng vẫn không chống lại được sức mạnh to lớn của tennis. Game, nhập gian tấu nhiều, 2.0. Trọng tài nhìn không được kính sợ nhìn thoáng qua nhập gian. Tiếp theo. Chính là nghiền ép vô tình. Điểm số một lần đến năm. Không vào sông dẫn đầu. Quá. Quá mạnh mẽ. Ngoại trường ma và chủng đảo. Mọi người vẫn luôn trợn mắt há hốc mồm. Nhập gian tự như thiên thần hạ phàm. Tokuga đứng trước mặt hắn. Căn bản không hề có lực đánh trả. Nhưng thật ra, thần sắc quỷ và chủng đảo cũng trầm trọng dị thường. Cái trước là không đành lòng Tokuga bị ngược thảm như vậy người sau thì nội tâm thán phục. Nhập Giang, nguyên lai đây mới là thực lực chân chính của ngươi sau. Thời trung học, hai người là đồng đội, nhưng trọng đảo lại chưa bao giờ nhìn thấu vào sông. Bây giờ, thật sự là mở rộng tầm mắt A. PS Hai hợp một sách mới trong lúc, ngày qua một nghìn hoa tươi thêm càng một chương, một trăm phiếu đánh giá thêm càng một chương, vẽ tháng thêm càng, cố gắng mã tự bên trong. Mười, xuống sông thiên y vô phùng ở dưới năm chiều bạn đang nghe tại truyện chấm audio chủng đảo học cùng trường với trường trung học giang biết rõ về nhau nhưng chủng đảo chưa bao giờ hiểu được thực lực chân chính của việc vào sông ngay bây giờ nếu không phải đối phương chủ động bại lộ có thể đến khi tốt nghiệp u 17 cũng chưa chắc biết thực lực chân chính của đối phương chủng đảo nhếch miệng cười đúng là mở rộng tầm mắt, vào sông. Sâu trong đáy mắt hắn, hiện lên một tia cảm khái. Cảm khái qua đi, là chiến ý. 40 không. Điểm cuối trận đấu. Chúng đảo phục hồi tinh thần lại, nhìn tiếng thở dốc không ngừng của Tokuga, lắc đầu nói. Chênh lệch vẫn là quá lớn. Quỷ không nói một lời, cao mày. Nói thật, Tokuga bị đánh thành cái dạng này, cố nhiên có nhập gian cường đại nguyên nhân, nhưng cũng có hắn không có xuất ra quyết tâm chân chính chống lại bình đẳng viện mặc dù lấy ra Atula thần đạo nhưng nhập giang đem hắn áp chế quá thảm quỷ cảm thấy Tokuga còn có thể mạnh hơn một chút vào sông quỷ ngẩng đầu nhìn về phía nhập giang bị thanh màng bao vây thầm nghĩ người bây giờ đáng giá để ta đánh một trận đối phương lúc này đã chói mắt đến kích thích sâu trong nội tâm hắn một tia chiến ý. Mà mọi người đã chết lặng nhìn chầm chậm đánh tennis vào sông. Lại nhìn về phía Tokuga đang cúi đầu. Họ cảm thấy. Trận đấu kết thúc rồi. Trong phòng nhỏ. Vẻ mặt ba người hát bộ vô cùng trầm trọng. Tính toán ra chưa? Thác thực Long nhị nhìn không được quay đầu thúc giục. Chờ một chút, được rồi. Cầm đầu nhân viên công tác vội vàng trả lời, chợt, hắn kinh hỉ nói. Đều tính toán ra Không đợi ba người hát bộ thúc dục Hắn nói ra số liệu mà màn hình tính toán ra Kajuwa Tokuga Nguyên cơ sở 5 chiều là lực lượng 4.5, kỹ thuật 4.5, tốc độ 4.5, thể lực 4.5, tinh thần lực 4.5 Tổng hợp 5 chiều 22.5, nhưng bởi vì đủ cân bằng 5 chiều, tại tiếp bóng trong nháy mắt thân thể các bộ vị có thể đều đều để tiêu tan đối thủ đánh bóng lúc nhất định lực lượng, hơn nửa năm chiều cân bằng độc đáo phát lực kỹ xảo. Tokuga đồng học có thể đem 22.5 năm chiều phát huy ra 27 tổng 5 nghìn giữ hòa bình thực lực. Số liệu này cũng là tiêu chuẩn trung bình của top 10 quân đội. Mà sau khi hắn tiến vào thần đạo Atula, năm cái 4,5 hết thảy biến thành 5,5. Đạt tới ngày 27 tháng 5 bảo lưu cân bằng trên cơ sở. 27,5 này lại có thể phát huy ra ít nhất 32 năm chiều tổng hợp thực lực. Sau khi nhân viên dẫn đầu nói xong, Thác Thực Long Nhị nghiêm túc nói. Cũng chính là đẳng cấp thế giới. Saito không khỏi cười, 30 là bình thường đẳng cấp thế giới tiêu chuẩn, 32 liền không phải bình thường nhất, Tokuga tiểu tử này, một năm qua tiến bộ không nhỏ. Tôi tương đối quan tâm số liệu nhập gian. Hắc bộ đột nhiên nói, cả phòng yên tĩnh. Nhân viên công tác trầm mặt một lát, tự hồ đang tiêu hóa số liệu năm chiều khiến người ta kinh người. Nhập gian tấu nhiều. Nguyên cơ sở năm chiều là kỹ thuật 7.5, tinh thần lực 7, lực lượng 5, tốc độ 7, thể lực 5. Tổng hợp năm chiều. 31.5 mà cơ sở đẳng cấp thế giới chia làm hai loại. Một là công nghệ Power 7 bên 4.5 một là công nghệ 7 với sức mạnh 4.5. Những thứ khác ở trên tiêu chuẩn. Bạn học vào Giang là loại thứ hai. Mà sau khi tiến vào cực hạn thiên y vô phùng. Hắn năm chiều phiêu thăng, càng ở trên Tokuga quân. Kỹ xảo tăng lên 1.5, tinh thần lực không thể xác định, bởi vì hắn hiện tại ở vào thành thạo trạng thái, nhưng ít nhất tăng lên tới 8 điểm. Mà lực lượng, tốc độ, thể lực đều phân biệt tăng lên một nhập gian tấu nhiều thiên y vô phùng trạng thái dưới năm chiều là kỹ thuật chính, tinh thần lực 8, lực lượng 6, tốc độ 8, thể lực 6. Tổng hợp năm chiều là 37. Những lời này vừa ra. Cả căn phòng nhỏ chìm vào yên tĩnh như chết. Mười mấy nhân viên công tác hai mặt nhìn nhau, nhìn không được thì thầm, đại khái là quá kinh người, quá mạnh mẽ, vì tuyển thủ nhập gian tấu đa này ẩn giấu thật sâu các loại ngôn luận tháng phục trên mặt trai đằng chí đã không còn nụ cười. Tuo.sik riji nghiêm túc hơn bình thường. Rõ ràng, số liệu nhập gian này đã dọa bọn họ sợ hết rồi. Mặt Hắc Bộ lộ vẻ hoảng hốt. Hợp túc lý lại còn cất giấu một vị đại lão như vậy. Trai đằng chí tự hồ nhớ tới cái gì, vội vàng nói: "Tiểu Hắc, ta muốn biết một cái đã thức tỉnh thiên y vô phùng chi cực hạn nhân vật" lại thức tỉnh dị thứ nguyên hoặc là Atula thần đạo sẽ phát sinh cái gì? Không rõ lắm. Hắc bộ trầm giọng nói. Huấn luyện viên trưởng đã từng nói rằng Atula Shinto là lực lượng đại diện cho bóng tối và liền mạch là lực lượng đại diện cho ánh sáng, và cả hai rất khó sử dụng cùng nhau. Về phần dị thứ nguyên, hắn nói là có nhất định khả năng, nhưng hai cổ năng lượng cũng sẽ tự động bài xích, trừ phi, có kinh người nội tình cùng kinh người ngộ tính mới được huấn luyện viên trưởng lão nhân gia nguyên văn chính là như vậy. Theo suy đoán của tôi, thiên y vô phùng là tuyển thủ thực lực càng mạnh, cộng thành cũng càng lớn, không chỉ là trên cơ sở, mà là trên thực lực tổng thể. Thân thể do Atula thần đạo gia trì lại sử dụng cực hạn không kẻ hở. Nếu là lấy nhập gian tấu làm ví dụ, mặc dù năm chiều càng lên càng khó tăng lên, nhưng anh ta có thể vượt qua mốc 40.5 chiều và 40 năm chiều còn được gọi là Dị thứ nguyên cấp thế giới Ý tứ của sáu chữ này đại biểu tuyển thủ cường đại như dị thứ nguyên Cho dù so sánh với đẳng cấp thế giới không tầm thường Cũng có đầy đủ lực thống trị sân bóng tuyệt đối Chắc chắn rồi Không thực tế chút nào Hiện thực là nhập gian trước mắt chỉ nắm giữ cực hạn thiên y vô phùng Không nắm vững sinh tô của Asura Vào lúc này ba người đồng loạt ngẩng đầu cái gì vậy một màn hình trong máy theo dõi đột nhiên bị một vệt đen kịp chiếm cứ ts sách mới trong lúc một ngày qua một nghìn hoa tươi tăng thêm một trăm phiếu đánh giá tăng thêm vé tháng tăng thêm